này. Nhà ngoan nha. Ừ. Thấy chưa? Ở trong nhà nha. Ừ.
bức. Ăn loại ly loạt, bộ ao ăn loại cái cuốc, bộ ao ăn đây này chị ơi, nó chín này mà. Để em cân cho chị nhá. Thank you.
này cân 7 triệu. Đi mua dưa xong thì là về tìm cả nhà không thấy đâu để trồng. Bây giờ lại phải đi mua lại. Bán 5 nghìn. Cái bỏ đất không à. Cảm ơn chị nha. Một mình các loại cây khác trồng mà bây giờ. Cho chị cái túi, cái này nó mỏng manh quá. Chắc lắm. Bái mà lấy đi đi nào. Có hạt đâu à? Có hạt. Đấy, đấy chắc. Thôi em cảm ơn chị nha. Cái này nó có mọc hay là nó cầy? Hồng diêm thì mấy nữa nó mới chín rồi. À, xanh á. Cá đấy Xuân ơi. Bắt mồi cho nó.
chậm nên nó có khác của cô. Cô thấy cái thái mà. Ăn thử đi. Cô đây đây. Của cô có bón phân kali không? Đang của cháu bón phân kali ấy. Thằng thử xem ạ. Bón phân rất là ngọt hơn. Cái này nó còn tốt quá đâu, sắp chết rồi. Ở cái cạnh của gà ấy. Quá thử xem. Tốt quá rồi. Em gửi tiền đấy anh ơi. Cảm ơn nha. Không, đây là đơn giản.
bánh cho này. Bánh cho em ấy. Đứng. Từ từ nhá, để anh mở cửa anh lấy đĩa nhá. Em đi ăn cái này thôi nhỉ. Ngon lắm. Mình ngon ý. Chanh cả anh à? Ăn này, ăn này này. Ăn này. Chanh này.